nhà luôn cả nhà. Tại thì ông Hoàng thì cũng đang chức cái giếng thẳng qua cả nhà, rất là đẹp của chú anh chị, rất đẹp luôn ha. Còn đây là bản cáo khó nha chú anh chị. Cáo khó thì hiện tại thì đang dán băng keo, có thể là dán ngoài trước cửa của chú anh chị. Hôm qua rất là đẹp luôn, nghệ sĩ Lê Hùng của chú anh chị. Ở đây có một cái cảm tạ của chú anh chị, hai lời tăng gia cảm ơn kính thưa các cấp chính quyền địa phương, các cơ quan ban hành, còn thể các công ty doanh nghiệp đơn vị hữu tình tham gia vui nghĩa ông bà cô bác em bạn bè. Đây đây có một cái đây nè của chú anh chị. Thì phải nấu đen thịt cái diễn qua lên cả nhà để cho tươi qua tươi ngoài luôn cả nhà. Hiện tại đây là có một chị thầy, họ quay cho cả nhà xem ha. Thì chùa Ứng Quang này khá là quen thuộc ha cả nhà ha, thì cũng các nghệ sĩ đến viếng rất là đông luôn đó. Đội quay cái bãi dưới xe thì cô chú anh chị nào mà có đến viếng thì lại chùa Ứng Quang ha, 243 phường 9 quận 10 đó, đây là cái chùa đó, bãi dưới xe thì cô chú anh chị thì cứ chạy vô đây thì có anh dưới xe ở đây nha cả nhà. Đó, đây là bãi xe hơi thì có thể là xe nghệ sĩ hay là xe bất cứ xe ai là đi xe hơi phải đậu đây nha cả nhà. Hiện tại là đang lễ nhập quan thì là 12 giờ của chú anh chị, thì đó xe lễ tang thì cũng sắp sửa đi rồi, thì họ chia sẻ đến cho chú anh chị thì mong chú anh chị ủng hộ họ một like, một đăng ký để họ có quay xuyên suốt đến điều kiện của chú anh chị ha. Hiện tại thì mới nhập quan thôi thì mà đã có một cái lãng hoa cả nhà, đây nhà hát kịch thiên cấu nhỏ nghệ sĩ nhân dân Nguyễn Nguyên nha cả nhà, Chu Tình Thương Tiếc đó của chú anh chị, một lãng hoa. Thì phía bên trong thì đang ăn ra nhập quan thì có thể là đang bu hay cả nhà, nên hỏi là chưa có hoàn chỉnh đó, thì ta đang là tất cả những cái đèn buốt hay bất cứ gì đám tang cũng đang bó gối. Thì có các cáo phó thì chưa nới giá trên đây nè cả nhà đó. Thì đó đêm nay có thể là các cô chú gần xa cũng phải đến đi giếng, cũng có một cái máy hiên che nắng che mưa ha cả nhà. Đó hình của nghệ sĩ là Lê Hùng của chú anh chị đó, anh này cầm cầm về xíu nó để lên chỗ cái áo quan ha. Thì hồi quay cái bức ảnh nha cả nhà cho cô chú nhìn xem. Đó, cô chú anh chị ha. Đó. Hiện tại có hình luôn cô chú anh chị. Cá phó nha chú chị, thì anh dán lên cả nhà đó, cá phó đó, ha. Thì thôi cũng đưa quá
poster lên cá phó lên cho chú anh chị xem rồi. Thì chút xíu nữa để ngoài cửa ngay của chú anh chị. Ở hiện tại thì có một chiếc xe ba gác đến để bàn ghế này cả nhà, xe máy hiên đó nha cả nhà. Chút xíu nữa tại vì cũng mới quá rồi cô chú anh chị, mới hôm qua vì bữa nay thì mới lại lấy quan rồi cả nhà. Thì Thoại cũng xin ngưng clip với cô chú anh chị. Thì có thông tin ở đây đến chiều đến tối thì Thoại sẽ quay lên cả nhà cùng xem ha. Đó, thì chút nữa là máy hiên hay bất cứ cái gì Thoại sẽ quay lên cho cô chú anh chị. Đến 31 tây là ngày thứ tư là lễ động quan ha cả nhà. Thì có cáo phó thì cô chú anh chị cũng nắm rõ thông tin rồi ha. Quá tán tại Bình Hưng Hoa. Đó thì mình nhà tang lễ đó thì cũng chuẩn bị cắt máy hiên rồi, có thể là xong xuôi rồi cả về ngay cái cuối chị. Đó ở đây người nhà ha. Thì Thoại cũng xin đó các phó đem ra ngoài cô chú anh chị. Thì cái cá phó này rất là quen thuộc ha cả nhà. Đó. Thì Thoại sẽ chia sẻ lại cho chú xin chị xem lại ha. Đó. Các bạn cảm tạ cái chú xin chị. Ở bên đây luôn ha. Thì Thoại cũng xin kép lại video nha cả nhà. Mong cô chú anh chị ủng hộ, like, đăng ký, có gì thông tin sẽ quay tiếp nha cả nhà. Bye cô chú anh chị nha. Hẹn video tiếp theo của cô chú anh chị.